Xin chào các bạn, đây là clip số 3 trong bài số 1 giới thiệu về vùng nhìn và giao diện và đẹp mắt. Thì clip số 2 mình đã nói về vùng nhìn rồi, bây giờ clip là số 3 cho nên mình sẽ nói về giao diện phần mềm Badass Max. Và đây là giao diện Badass Max 2017. Các bạn có thể cài phiên bản thấp hơn, như ví dụ như 2015, 2016, 2017. Thì ba cái version này nó tương đồng với nhau. Rồi, bây giờ mình bắt đầu luôn. Như mình nói từ trước, giao diện Badass Max khá phức tạp. Phức tạp ở chỗ nào? Bố trí lệnh của nó rất nhiều, rất nhiều. Mình có thể hoa mắt về nó. Ví dụ ở phần trên này rất là nhiều nút lệnh. Rồi phần bên trái cũng có, phần dưới này cũng có, và phần bên phải. Rồi tứ phía đều có lệnh hết. Như vậy thì mới bắt đầu với 3D thì mình sẽ làm quen với cái gì trước, cái gì sau, và để tránh lạc hướng và mất thời gian, mà đỡ rối và mình dẫn tới điều đó mình hãng. Rồi thì mình ở những bài đầu tiên mình yêu cầu các bạn là tập trung vào những cái phần mà mình hướng dẫn như thế nào. Các bạn cứ làm theo rồi từ từ mình sẽ mở rộng ra các bạn, cho nên không có gì vội vàng hết. Rồi bắt đầu ở phần phía trên thì mình điểm ở đây. Đây là những cái menu lệnh. Những menu lệnh này tạm thời các bạn không cần quan tâm đến nó cũng được, không sao hết. Bởi vì có những lệnh ở trong đây khi nào cần mình sẽ nói với các bạn để tìm. Còn hiện tại thì mình tập trung vào gì? Ở những cái bài sau ngay lập tức mình sẽ học được những nút này, những nút việc. Thì nếu các bạn mà sử dụng nhiều phần mềm, bạn dây chuột và nó hiển thị chữ tiếng Anh, các bạn hoàn toàn có thể hiểu được nó nói về cái gì. Ví dụ như nút này là undo, có nghĩa là Ctrl Z nó lặp lại cái lệnh trước đó, bởi vì undo là trở lại cái lệnh trước đó. Rồi những nút này thì về sau mình sẽ học liền cái này. Tóm lại là cái thanh này mình sẽ cần quan tâm ở clip tiếp theo. Đó. Cái nữa là cái thanh ở dưới là thanh của V-Ray. Thì phần V-Ray là phần 2, nó chạy ra 6 bài thì mới tới nó, cho nên là hiện tại các bạn không bận tâm về nó, không cần phục tập gì hết. Rồi phần bên trái là phần để quản lý file. Ví dụ mình vẽ ra một cái đối tượng nào đó, một cái bóc. Ok, thì ở đây nó hiển thị là một cái bóc. Thì cái thanh bên đây giúp cho mình ẩn hiện và đóng băng gì đó. Thì nó thiên về mặt quản lý, cho nên hiện tại mình mới học thôi, mình chưa cần nặng nề vấn đề này, cho nên tạm thời các bạn chưa quan tâm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái thanh ở dưới cùng. Dưới cùng cũng khá nhiều nút, và có những lúc mình không bao giờ xài. Okay. Thì hiện tại mình cũng không quan tâm tới nó luôn, không biết nó là cái gì cũng được, không sao hết. Rồi bạn đã học khóa này thì hãy làm theo tôi tiếp. Như vậy thì mình quan tâm về cái gì ở bài này? Ở bài này mình sẽ quan tâm tới toàn bộ cái này, toàn bộ thanh bên trái là Control Panel. Bên tay phải chứ nhầm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sao tiếp cận nó. Tất cả tập trung dồn ở đây. Rồi các bạn sẽ 3D nó sắp xếp rất là khoa học và theo một cái thư mục rõ ràng, rất là liền mạch. Ví dụ các bạn bấm dây chuột vào đây để chữ rig cũng như là tạo, và xuống đây là thư mục con, cho nên nó là Rimetry. Thì nó là những đối tượng 3D, có nghĩa là các bạn có dựng hình được thì các bạn phải bắt đầu từ cái gì để mổ xẻ, để thêm thắt lệnh, để chỉnh sửa nó, để ra cái hình thù, cái đối tượng mình muốn.
cho nên nó hỗ trợ mình những đối tượng 3D ở đây rất nhiều. Và nó là gì thì ở mình sẽ giao ở bài tập tiếp theo, ở những clip tiếp theo. Rồi, những đối tượng 3D bóc. Con là cái gì? Có nghĩa là mới tiếp cận mình phải vẽ ra coi nó là cái gì để mình biết, để khi mà mình cần mình sẽ lấy ra xài luôn, không cần phải đi mò nữa. Được chưa? Rồi, đây là cái phần giao diện cho nên mình không có nói về cách tạo. Rồi, tiếp theo là cái nút thứ hai là nút sáp, có nghĩa là 2D. Các bạn nên nhớ cái những chữ tiếng Anh này để tiếp cận cho nhiều phần mềm khác nhau nữa, dễ hơn. Rồi, sáp là 2D. 2D có nghĩa là những đối tượng không có độ cao, nó chỉ có mặt bằng thôi, x, chủ x và chủ y thôi. Rồi, và ghép tăng à, cũng 2D. Ví dụ vậy, mình sẽ vẽ nó ra, mình xem. Tiếp theo nữa là nút thứ ba từ trái sang, nó là cái biểu tượng của bóng đèn, nó là light. Có nghĩa là mình sẽ đi tạo đèn, thì đèn có bao nhiêu kiểu và cách đạt đèn như thế nào thì ở cái bài số 6 thì mình sẽ được học. Rồi, tiếp theo là biểu tượng camera, là đặt camera. Phần camera này có nghĩa là các bạn phải sau khi dựng hình, sau khi làm tất cả mọi thứ mình cần chụp cái tấm hình thì mình cần phải đặt camera. Cách đặt, cách sử dụng như thế nào thì ở bài về sau mình sẽ được học. Và tiếp theo cái nút bên nút lớn này bên đây phải, nút thứ hai thì nó là phần chỉnh sửa. Phần chỉnh sửa thì muốn có cái gì đó chỉnh sửa thì mình phải vẽ ra, ví dụ như cái bóc này. Rồi, vào đây thì đây là tên đối tượng, ở đây là cái danh sách lệnh, rất nhiều lệnh để tác động lên cái bóc này. Rồi, lần lượt mình sẽ được học trong danh sách lệnh này. Tiếp theo, những cái lệnh nào áp dụng cho cái bóc này sẽ nằm trong danh sách ở đây. Hiện tại mình chưa sử dụng cái lệnh nào hết cho nên nó chưa có gì ở đây. Rồi, đây là những thông số mặt, thông số mà bất kỳ một cái bóc nào đều có, như là len 2 hay là len segment, rồi hay là width segment hay là height segment. Rồi, đó là thuộc tính những cái thông số cơ bản của một đối tượng vẽ ra đều có cái này. Mỗi đối tượng thì cái thông số nó khác nhau chứ không giống nhau. Rồi, thì đó là cái tab modify. Đó thứ hai, một thứ hai để trái qua. Và cái nút tiếp theo mình có xài tới, đó là cái nút này, dùng để dời tâm. Và cái công cụ này khá hay để làm rất là nhiều việc. Rồi, vậy thì những cái này mình sẽ được học dàn trải cho những bài tiếp theo. Hiện tại các bạn chỉ quan tâm đến cái phần giao diện bên đây mình, để mình sẽ tiếp tục học các bài tiếp theo. Rồi, các bạn nhớ nha, sẽ tập trung ở bên đây, không tập trung hết tất cả cái này. Rồi, để chuẩn bị cho bài sau thì mình sẽ kết thúc clip này ở đây. Các bạn sẽ học ở clip số 4.